Chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay rất sáng rồi, Thanh đi ra Thanh thăm cái giấn mini của mình đặt hôm qua. Thì vừa mới đi ghé xe lại thì cá gô nó lóc lên trên bờ quá chừng là nhóc luôn cả nhà ơi. Bữa nay cái kinh này nó cạn hơn ngày hôm qua nè. Ngày hôm qua nó khô, bữa nay nó cạn nè cả nhà. Bữa nay cá nó vừa mới dồn vô hang dữ nè. Cá gô lóc bên mé đó kìa. Nóc trên cái mé này nhóc trơn cả nhà, cho nó mẹt mẹt cho nó vô cái giấn của mình nhiều rồi đó. Cho nó vô giấn của mình đâu ấy, nó nằm ở ngoài nó chưa chịu vô. Nay đi mò hang mới đã, rồi mấy cái hang nó cá nó dồn dữ rồi. Cá gô nhóc trơn vậy, ghiền đi mò hang rồi đó cả nhà. Ôi ơi, con cá chê chả nữa luôn. Cá chê chả bá lửa cả nhà ơi. Hết sức con cá chơi luôn. Coi nè. Hết cho con cá chơi nó bự. Bự nó lạnh luôn. Bây giờ mình cuốn vớn về cả nhà. Bây giờ mình cuốn vớn về luôn cả nhà. Quá biển sình, quá sình nè. Thì con cá chê bự là ấm lòng rồi đó. Bá lửa. Để Thanh rửa sơ sơ cái mình dục lên trên bờ. Anh đi mò mấy cái hang này quá chị, thấy mấy cái hang im nè. Ý là chiều hôm qua mình mò rồi á mà bữa nay nước nó cạn rồi đấy nha. Nước nó cạn là cá nó dồn vô hang nhiều á. Ê, lấy gỗ ấy gì lát lại cam nghe nó quá chuyện cà phê rồi. Cái gì bự dữ à? Ôi. Cái xà găng bự cho má luôn. Đi lấy cái miếng cỏ lại cam em. Nó vậy. Nè cái xà găng. Có chuyện lộn cho cái hai người giữ thằng cá rồi á. Cắn lửa cắn giò trời. Ê, đừng có chạy. Lấy cái cục đất dồn vô đây lại mới được. Nó ra đường này. Móc cái hàng này nó ra cái đường kia cả nhà ơi. Chặn cái này để mình bắt một đầu cho nó dễ. Mấy con cá nó dồn cái hang này dữ rồi.
gì nữa nè. Quá chàng cá không biết bắt con nào trước luôn. Đưa cái tay vô rồi cái không đưa ra được cả nhà ơi. Đưa ra cái nó chạy ra chân à. Khôn lắm. Giờ mình bắt cá bự chứ đi, bỏ cá nhỏ lại đi. Quá trời ơi, ai da. Nằm lừ con chưa. Bắt cá bự là cá nhỏ nó ra nhóc hết trơn rồi. Tại có cái miệng hang nó bự quá chừng bự. Mà nó cái bề 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 ngang nó có chút xíu thôi. Rồi bắt cá phi chứ, cá phi bự với cameo chắc cái đó nó nhảy quá. Đây. Ấy, ấy nó ra nhóc chừng rồi nó vô bụng luôn rồi. Thể thao lại, để thao lại hốt vô. Có cá, dạ. Ê, cá gì nạt dữ vậy? Chắc cá gô, cá phi gì nữa rồi. Ê, ê, ê. Nó ghẹt cá hết luôn rồi. Vô cành cành. Quá cái rồi. Rồi như cái thằng này giữ thằng. Quá tiền cá luôn. Đưa tay vô mà để thao lại, đưa tay vô mà moi moi cá cá gọi gì một em được một em luôn, chưa để thanh nắm nè, ra một đống luôn. Dạ. Cá vô nó nẹt đau quá. Không có cái gai con gì chết à. Bắt cái hang này thấy ham luôn. Không muốn đi luôn. Quá tiền cá. Bữa nay là nó mới dồn nhiều nè cả nhà. Rồi nó nẹp lên trên. Bữa nay cá nó mới dồn nhiều nè. Rồi. Nó ụt ra đi hang khác. Đó, đó, hang này mới giữ được. Rồi, học học luôn rồi. Ồ. Rồi, có cái hang nào không? Ui. Quá dồn hết rồi. Một đống nữa nè. Bắt cá phi trước đi.
Ui, cá rô. Coi nó mỉm. Lên cả nhà cái gỗ nằm. Bên đó à, mình đang không nói đó, cá phải còn nhiều á, nó còn ở trên trên đó nhiều cái nhà ơi. Cá nó đâm cái phi nãy cái dục đây đâu ta, đây đầy đủ cá, cái này là cá mình mò cái nhà ơi. Đó, cá mình mò được nhiêu đó. Canh cá phi của cá. Tự nhiên cái ở đây mà được cá sặc gần cả nha. Hết hồn thiệt. Chứ được cá chơi bự nữa chứ. Đấy. Cá lồng tông. Cá rô, cá sặc. Hết cho hết hết hồn cho con cá chơi. Đây rồi, cái này cái chơi gì đây, chắc cái chơi phi quá hay là cái chơi trắng đấy nha. Đây cả nhà ơi, con cá chơi bự chà bá. Đặt cái này là đặt vớn mini dính nè, còn này thì thanh mò cả nhà ơi, mò được mớ cá ở tay mò có chút xíu mà đóng cá luôn. Đây. Này đem về nướng cá chơi, hành phái ăn cá nướng cả nhà ơi. Sẽ nướng mớ cá. Cá nhỏ này thì thanh cá rô, cá sặc nè. Uống kìa. Mình thả vô hầm. Cá chê con nè. Ê. 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 Cá ăn sình vô miệng mình luôn. Cá chê con cả nhà ơi. Nè. Cá chê này bự nè, cá chê con nhóc chân nè. Một. Ôi một đống cá chê con luôn nè cả nhà ơi. Nè, cái chê con này mình thả vô hầm mình nuôi luôn. Với mớ cá rô, cá sặc này kia nhỏ nhỏ mình thả vô hầm hết. Chắc con của con này quá. Giờ mình đem về mình nấu ăn cả nhà ơi. Đi, đem về nướng đi. Rồi nhảy ra con nó. Hồi nãy bị cá phi nó nhảy nó nẹt nè. Cái chê con. Đem về nuôi. Thấy vậy đó cũng nhiều á, rồi. Cỡ mười mấy con cá chê con á chứ không ít đâu. Rồi. Đây cả nhà. Thành quả cái vấn của mình với mò hang. À, đi về nấu ăn. Đúng rồi. Cái tên cả nhà đây là cái con cá chê mình đem về mình mần sạch rồi. Thì bắt đầu Thanh đốt lửa than lên, bữa nay Thanh sẽ nướng, có than rồi đó cả nhà. Giờ mình nướng cá. Đây, con cá này công nhận thịt nó trứng bên này cả nhà. Nó bự quá cho nên Thanh phải cắt ra làm hai khúc chứ không thôi cái của mình nướng không có dừa cái nha. Đó. Nó bự quá thì bự luôn cái con cá chơi này hơn nửa ký lô cái nhờ. Thì bữa nay là Thanh sẽ nướng ăn kèm với mắm me. Cái bữa nay đặt cái vớn mini chỗ đó gì mà trúng cá bự thì rồi được một con cá chê bự với mớ cá rô cá sặc. Bắt đầu giấc này là than nó lên mạnh này nè cả nhà, để Thanh đó than nó mạnh chưa. Ui, ui. Cái đuôi con cá, ui nó chảy mỡ cả nhà ơi, quá ngon luôn rồi. Quá. Ui nó bị dính cái trứng rồi.
nó bị dính cái trứng lại cả nhà ơi. Cái than giấy này là than nó rất là mạnh. Cái thịt của con cá nó rất là ngon luôn cả nhà ơi. Ui, ui quá trời, con cá này nó mỡ nhiều còn nó chảy ra nè. Thơm quá. Rồi cả nhà ơi, thì bắt đầu cá của mình chín rồi. Bữa nay Thanh không có ăn muối ớt mà Thanh sẽ chấm với chén mắm me. Đó. Rất là thơm ngon. Bữa nay thì rau mình ăn kèm là sẽ có bông điên điển, đọt quế, lá sung, lá cách thì chỉ có nhiêu cả nhà, ở ngoài đồng thì chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ là cá mình chín rồi, bắt đầu mình sẽ ăn. Quá vàng nó thơm. Hình như là mình đi đâu là gió nó đi đó. Ôi, ngon quá ngon. Ôi cả nhà ơi, anh sẽ quất cái khúc này. Mình ăn cơm thôi, nó bụng rồi. Ôi, con cá nó, cái thịt của nó ngon luôn nè. Ôi, rớt cục thịt dưới luôn. Ôi, cả nhà ơi. Đây, mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với Thanh nha. Đây, mình sẽ ăn con cá trước. Ngon lắm luôn cả nhà ơi. Cái thịt nó thơm thơm mà nó béo nè, quá trời mỡ rồi. Cái con cá này nó béo, chín đều hết trơn. Bây giờ Thanh sẽ cuốn với đọt lá sung nè, với bông điên điển, với lại đọt quế để mình ăn kèm ba thứ nè. Đó, cái muỗng mình nạo nó ra mới được nha. Nóng quá. Ừ, cái phần da của nó ngon lắm cả nhà ơi, dài. Đã chưa, đã chưa. Đây cả nhà ơi. Cái khúc này mới ngon nè. Wow. Thơm quá cả nhà. Tuyệt đỉnh luôn. Ăn kèm với rau á, nhất là cái lá quế cả nhà, nó thơm thơm lên cái miệng mình luôn á. Ngon quá. Đúng là ăn với rau sống thì nó bắt về cá nướng đúng bài luôn. Thấy là miếng cá nó bị rớt không này, đảo đảo cái con khúc này lại mới được cả nhà. Đó, để cho nó chín đều lại. Đó, nó chảy mỡ xuống cái nhà, nó chảy mỡ xuống cái bắt đầu cái dầu nó cháy á. Cái con cá này, cá chê này là cá chê phi nè cả nhà. Cá chê phi bởi nó mỡ, mỡ nhiều. Thơm quá. Cái chùm trứng nó bị rớt ra ngoài. Quá chàng ăn cái lá sung với đọt quế này ngon rồi cả nhà ơi. Nó bắt hơn cái cá nướng mà mình ăn kèm với mấy cái này nó ngon. Đấy. Quất cái
Cái con cá, cái thịt của nó nhiều ghê luôn, thịt nó dày ghê nha. Cái da nó ngon. Quá chuyện cá này mỡ nhiều rồi. Cá này mình nướng ăn là đúng bài luôn. Giống như bánh mè bắt rồi. Đi đặt cái giớn mini cái cẩm gì mà sáng đi thăm cái nha. Còn thấy ham nữa đó. Đi kiểu như ham là mình là mò hang á. Cá nó nằm trong hang nhóc mà chân. Mà mình mò mới có chút xíu thôi đó mà được đâu cũng bộn cá. Nó về là kho tiêu, đủ kho tiêu. Được ăn được con cá chê này á, ăn là được một buổi sáng rồi đó. Mình ăn cá bắt rồi giao đồng khỏi tốn tiền đi chợ. Mà một khúc này thôi là ăn cơm xong, cái khúc này là ăn không. Cái da của nó dai nó béo. Cả nhà thì bữa nay là thành quả mình đi rồi cả nhà thì bữa nay là thành quả mình đi thăm lợp giớn mini mình đặt ở trong cái cánh cái mương lúa chín đó cả nhà. Công nhận cá quá chèn dính thấy ham luôn. Chứ giấc này là cá nó đang dồn xuống kinh với xuống hang rất là nhiều á. Mà hôm qua mình bắt được ít rồi, bữa nay mới nhiều, dồn nhiều quá nha. Rồi video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh vào ngày mai nha. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho Thanh có động lực ăn nhiều video nữa nha. Bye bye cả nhà.